Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong tập số 3 của bộ truyện trong khung giờ buổi trưa có tựa đề là Đạo sĩ luyện âm binh. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 3 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ngay trong đêm hôm đó, trời đất bỗng nhiên nổi cơn gió ào ào, rồi tiếng ngựa, tiếng bước chân rầm rập ở trên núi vọng xuống. Tiếp đó là tiếng đao kiếm chém vào nhau nghe sắc lạnh, xen lẫn tiếng kêu gào thảm thiết. Dân làng nghe thấy những âm thanh đó thì im thin thít, không ai dám lớn tiếng. Cả đêm nằm lắng nghe đoán già đoán non rằng trên núi đang diễn ra một trận đánh ác liệt giữa thầy Mẫn và đám ma quỷ. Được một lúc thì bên ngoài bỗng yên tĩnh đến lạ thường, nhưng chẳng ai dám mở cửa ra xem. Mọi thứ lại trở nên yên bình cho tới khi trời sáng, không còn nghe thấy âm thanh kỳ lạ nào nữa. Phải tới giữa trưa mới có một số người dám ra khỏi nhà, nhưng chẳng ai biết thầy Mẫn đang ở đâu. Mọi người lúc này mới lo lắng đổ xô đi tìm thầy Mẫn khắp nơi. Lúc này đám thanh niên trong làng định lên trên núi tìm thầy Mẫn thì thầy Kỳ mới đi tới rồi nói: "Không cần phải tìm thầy Mẫn nữa, cậu ấy đã đi khỏi làng từ sáng sớm nay. Chắc là thầy sợ bà con dân ta giữ lại để đền ơn, cho nên đã lừa cả làng. Bất quá chưa mới được ra ngoài để thầy ấy yên tâm mà đi. Thầy Mẫn có để lại thư tay dặn dò dân làng đây này." Ông Tư liền nhận lấy thư từ tay của thầy Kỳ, nội dung của bức thư như sau: "Tôi là Mẫn, khi đọc được thư này thì dân làng không cần tìm tôi nữa, vì tôi đã đi xa. Trước khi đi tôi có đôi điều muốn dặn dò mọi người. Đầu tiên là đại họa của dân làng ta đã được giải quyết, lũ ác linh không còn tác oai tác quái được nữa. Dân làng nên bảo nhau hạn chế lên trên đó và nên đặt bia đá để nhắc nhở đời sau. Điều thứ hai, do trận đồ chưa được hoàn chỉnh cho nên mỗi khi trời nổi gió lớn thì trận đồ chấn niệm của tôi sẽ yếu đi, tạo ra kẽ hở cho lũ ác linh thoát ra ngoài. Nhưng mọi người đừng lo, tôi đã phái thiền tướng ở lại bảo vệ cho dân làng ta trong những lúc này. Phiền mọi người lập ban thờ để thờ thiên tướng, đắp một con ngựa bằng đất trước cái miếu kia. Ở trên núi có hai ngôi mộ tôi mới đắp, mong bà con lo việc hương khói giúp tôi cho họ khỏi lạnh lẽo. Tôi xin cảm ơn bà con." Thế rồi dân làng làm đúng y như lời của thầy Mẫn căn dặn, đặt thêm ban thờ quan võ để thờ thiên tướng, đắp một con ngựa lớn ở trước cửa miếu. Sau đó thì cho dựng bia nhắc nhở con cháu cũng như người từ nơi khác đến, nhắc họ không được bén mảng lên đó khi mặt trời đã khuất bóng. Còn về hai ngôi mộ trên núi thì cả làng cũng không biết là mộ của ai, nhưng hàng năm vẫn thay nhau trên đó hương khói đầy đủ. Về sau cứ tới khi có gió to giông bão là trong núi lại vọng ra những âm thanh kỳ lạ, giống như là cái đêm thầy Mẫn lên núi. Người ta bảo rằng đó chính là âm thanh khi vị thiên tướng kia giao chiến với lũ ác linh để bảo vệ dân làng." Kể tới đây thì ông Cải dừng lại. Chúng tôi cũng ngầm hiểu rằng câu chuyện đến đây là kết thúc. Ông Cải liền cầm lấy chai rượu nếp vẫn còn một ít rồi uống nốt. Khả lên một tiếng sảng khoái, xem chừng rất thích thú. Tôi với Vĩ thì nhìn nhau rồi cười cười không nói gì. Nhờ có ông Cải mà chúng tôi biết về nguồn gốc của cái âm thanh kia. Trời đã gần sáng, vậy là chúng tôi ở đây đã hết một đêm để nghe câu chuyện của ông Cải. Tôi bắt đầu cảm thấy hơi mệt mỏi vì không được ngủ. Tôi liền vỗ vào vai cổ Vĩ tỏ ý muốn đi về. Vĩ liền hiểu ý liền nói: "Nếu hết chuyện rồi thì tụi cháu xin phép được ra về cho ông nghỉ ngơi." Ông Cải cười hề mà đáp: "Hai cậu cứ về để cho già này dọn dẹp cho. Có dịp hai chú nhớ tới thăm già tiếp nhé." Nói rồi chúng tôi chào ông Cải, Vĩ dắt xe đưa tôi về nhà. Hôm qua là một ngày dài mệt mỏi nhưng cũng đáng lắm, thế mới thỏa mãn được cái tính tò mò của chúng tôi. Hai thằng vừa về đến nhà thì liền nằm lăn quay ra ngủ, mãi cho đến tận đầu giờ chiều mới tỉnh dậy. Vĩ thì dậy trước tôi, cậu ta vào trong bếp nấu ăn. Tôi đi ra bếp thấy đồ ăn đã được dọn ra rồi, khói bay nghi ngút tỏa ra mùi thơm dễ chịu. Bụng tôi đói cồn cào cho nên nhìn đống thức ăn Vĩ nấu cũng thành sơn hào hải vị hết. Từ hôm qua đến giờ có được mấy miếng lòng lợn vào bụng, chưa có được ăn gì tử tế đâu.
Tuyền ngồi vào trong bàn ăn. Đang ăn thì Vị nói với tôi: tớ với cậu thử lên núi để xem thực hư ra sao không. Tớ thiếu chút nữa thì phun đống đồ ăn đang nhai dở trong miệng, rồi trợn tròn mắt nhìn Vĩ. Cậu ta có vẻ vẫn chưa thỏa mãn tính tò mò của mình, cho nên định rủ tôi chơi dại đây. Thấy tôi như vậy, Vĩ còn khiêu khích: sao, sợ à? Hay là cậu ở nhà trong nhà, tớ đi một mình, thấy gì sẽ kể lại cho cậu nghe. Tôi nghĩ thầm tên này rõ ràng cố tình ép tôi đây mà. Tuy có hơi sợ nhưng tôi vẫn mạnh miệng đáp: đừng có mà khinh nhau như vậy, đi thì đi, nhưng mà cậu định bao giờ đi? Đi luôn đêm nay. Cái gì, ngay đêm nay? Chắc gì đã có gió nữa mà xem. Tớ chắc mà, nhất định đêm nay sẽ có gió. Lần này chúng ta sẽ đứng ở một góc thật xa để quan sát nên yên tâm không sao cả. Hễ lại thì thấy Vĩ đúng là ăn gan hùm mật gấu. Vừa hôm qua bị chúng nó rượt đuổi trên núi mà nay đã đòi lên để xem tiếp rồi. Mặc dù không yên tâm nhưng vì bản tính tò mò trời ban cho nên tôi vẫn quyết định sẽ đi. Ăn xong thì Vĩ bảo tôi dọn dẹp, còn cậu ta đi chuẩn bị đồ đạc, một lúc nữa sẽ đi. Nói xong thì Vĩ chạy lên trên lầu 2 để chuẩn bị. Tôi vừa dọn dẹp xong thì Vĩ cũng đã xuống dưới nhà. Cậu ta cho tôi xem đủ thứ, nào là lều, đèn pin, dao, và nói rằng chuẩn bị cho chuyến đi đêm nay. Vì nói chúng tôi phải ngủ lại đó một đêm, chuẩn bị xong thì chúng tôi đi ngay không kịp nghỉ ngơi. Trước khi lên núi, Vĩ bảo tôi đi ra ngôi miếu ở chân núi để thắp hương. Ngôi miếu đúng như lời của ông Cải kể, nằm ngay dưới chân núi. Trước cửa miếu có trồng một cây cổ thụ, bên dưới có 5 ngôi mộ khang trang sạch sẽ. Xem ra đây chính là mộ của 5 đứa trẻ con năm nào. Trước cửa miếu có một con ngựa bằng đá. Vào trong miếu, Vĩ thắp hương khấn vái đủ thứ. Còn tôi thì ra thắp hương cho nấm mộ ở ngoài kia. Xong xuôi thì Vĩ và tôi bắt đầu chuyến đi của mình. Lúc này đã là 4 giờ chiều mà trời đã âm u chuẩn bị tối. Vẫn như hôm qua tôi khó nhọc trong khoảng leo núi, nhưng mà lần này thì phải mang đến một cái ba lô sau lưng, khó khăn hơn gấp đôi. Thế trên ngọn núi kia thì đã tối hẳn, Vĩ liền chọn một nơi bằng phẳng, phạt hết bụi rậm để ra một khoảng trống vừa đủ, rồi ngồi xuống dựng trại. Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc xoay đèn cho Vĩ làm. Vừa đứng nhìn Vĩ làm, tôi vừa hỏi: cậu có chắc đêm này sẽ thấy được không? Vĩ đóng nốt cây đinh để cố định cái lều xong rồi nói với tôi: tôi cũng không biết, chờ vận may thôi. Lều đã dựng xong, Vĩ bảo tôi vào lều nằm tạm để chờ đợi. Nơi đến quá nửa đêm vẫn chưa thấy gì, tôi mệt mỏi và lạnh cho nên ngủ thiếp đi. Tôi vừa chợp mắt được một lúc thì bị đánh thức bởi tiếng gió thổi ào ào. Vội bật dậy nhìn sang bên cạnh nhưng không thấy Vĩ đâu. Cửa lều thì đang mở, tôi liền cầm đèn pin chui ra khỏi lều để tìm cậu ấy. Vừa chui đầu ra khỏi lều thì đã thấy Vĩ ngồi ở đó từ bao giờ. Xung quanh màn đêm đen đặc quánh, gió ở trên đầu thổi mạnh khiến tôi run cầm cập. Tôi nhìn Vĩ và hỏi: cậu thấy cái gì chứ? Vĩ thấy tôi thì liền ra hiệu im lặng. Tôi hiểu cho nên liền ngồi thụp xuống cùng cậu ta quan sát. Lắng nghe ngóng trong khoảng không gian tối đen đặc đó, có âm thanh hò reo, chém giết lẫn nhau trong gió vọng lại bên tai. Khác với hôm qua tôi chỉ nghe được văng vẳng thì lần này âm thanh đó lại rất gần. Âm thanh đó vang dội cả một vùng làm tôi lạnh toát toàn thân. Vĩ lúc này mới nói: đi với tớ. Tôi cũng không hỏi nhiều liền đi theo Vĩ. Giữa đêm đen gió rét thổi ào ào, chúng tôi lần mò đi trên núi. Khi đèn pin chiếu sáng cũng không đủ soi rõ mọi thứ. Chúng tôi đi được khá xa thì Vĩ nằm xuống một bên bụi cây lớn. Tôi cũng học theo Vĩ nằm xuống ngay bên cạnh một bụi cây khác. Vĩ nhìn chỉ tay cho tôi xem và nói: cậu nhìn kìa, có mấy cái bóng trắng ở đằng kia. Nhìn theo hướng tay của Vĩ chỉ thì tôi thấy rất nhiều những cái bóng trắng búp đang hò reo múa máy cách đó một đoạn không xa. Tôi cố gắng đếm nhưng không đếm được. Cứ một túp bóng trắng hiện lên thì một túp khác lại biến mất, cứ ẩn ẩn hiện hiện như vậy trong đêm. Không phải cơ thích hàng trăm hàng ngàn bóng trắng như vậy. Nhìn kỹ hơn thì thấy chúng nó tay đứa nào cũng cầm dao kiếm giáo mác, đứng khua tay múa chân trông rất dị hợm. Đối diện với chúng tôi ở phía bên kia là một cái bóng trắng cao lớn đang cưỡi ngựa, tay thì lăm lăm một thanh trường đao.
Tuy không nhìn rõ mặt nhưng cũng có thể đoán là rất oai phong. Cái đám trắng ô hợp kia họ reo một lúc thì chạy ào ào tới bóng ma vị tướng kia. Hình như chúng nó đang định tấn công. Nhìn thấy vị tướng kia thản nhiên đưa thanh trường đao hướng về phía trước, chân thúc ngựa xông vào đám bóng trắng mà chẳng hề nao núng chút nào. Con ngựa cưỡi trên lưng thì hí một tiếng vang trời. Vị tướng kia đã vào tận trong lòng địch, vung thanh trường đao chém tới đâu là nghe thấy rõ tiếng rên la thảm thiết đến đó. Chẳng có thứ gì có thể ngăn cản được ông ta tả xung hữu đột như trốn không người. Rồi bọn bóng trắng kia đứng dậy chạy về trong núi, đứa thì nằm gục ngay dưới lưỡi rào sắc bén. Tiếng là hét rên rỉ thảm thiết của đám u hồn nghe sờn gai ốc. Được một lúc lâu thì những tiếng rên rỉ cũng thất dần. Vị tướng kia quay đầu nhìn lại, ông ta nhìn về phía của chúng tôi. Vĩ và tôi thấy như vậy thì hoàng hồn toan bỏ chạy nhưng không kịp. Ông tướng liền lúc ngựa phi tới chỗ của chúng tôi đang nấp. Trong trước mắt ông ta đã đứng trước mặt của tôi, vùng rào lên định chém xuống. Lưỡi rào sáng ngời sắc lạnh làm tôi hoảng sợ. Thôi lần này thì chết thật rồi. Tôi nhắm tịt mắt lại chờ số phận an bài nhưng chẳng thấy gì cả. Tôi liền từ từ mở mắt nhìn thấy ngay trước mắt của tôi là vị tướng lúc nãy. Ông ta không giết tôi, thanh đao đã được hạ xuống. Ở khoảng cách này thì tôi có thể thấy rõ hình dáng của ông tướng, ngoài trừ khuôn mặt vì đã bị một lớp sương mờ che đi. Ông ta chắc chắn là thiên tướng trong câu chuyện của ông Cải kể. Được thầy Mẫn phái ở lại để bảo vệ dân làng. Cả người thiên tướng toát lên một ánh sáng trắng mờ, người mang giáp kình ngư, đầu đội mũ kim kê, mặc chiến bào đỏ, thấm đẫm máu của kẻ thù. Tay cầm thanh trường đao tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Trên lưỡi đao chạm khắc hình một con rồng đạp mây. Ông ta cưỡi trên lưng con ngựa chiến trông thật oai phong dũng mãnh. Ông tướng này cao phải tới 2 mét, tôi phải ngước mãi lên mới thấy được. Chân tay của tôi thì cứ mềm lại nhũn ra. Không biết ông tướng kia biết mình chúng tôi trộm thì sẽ xử lý sao đây, bắt được mình thì làm thuộc hạ sao? Thế nhưng điều kỳ lạ xảy ra, ông tướng kia chẳng làm gì chúng tôi mà lại còn xuống ngựa hành lễ với tôi. Tôi liền ngạc nhiên vô cùng chẳng hiểu tại sao. Đúng lúc đó thì Vĩ nhìn thấy cảnh này, sợ tôi bị làm hại thì liền hét lớn. Tiếng hét vừa vang lên thì đột nhiên một trận gió thổi qua chỗ tôi, làm cho cát bụi mù mịt. Tôi nhắm mắt lại cho khỏi bụi. Khi gió đi qua tôi mở mắt ra nhìn thì không thấy thiên tướng đâu nữa. Thật là kỳ lạ. Vì cũng bần thần người nhìn tôi định hỏi tại sao lại vậy. Thì cũng như Vĩ, cũng ngạc nhiên không kém trước sự việc lúc nãy. Hai đứa chúng tôi đứng nhìn nhau được một lúc thì tôi lên tiếng. Thôi về chứ. Vĩ cũng gật đầu lia lịa rồi nói. Về thôi. Tôi với Vĩ quay trở lại lều lúc này Vĩ như lấy lại được bình tĩnh liền hỏi tôi. Tại sao ông tướng đó lại hành lễ trước cậu? Tôi cũng có thắc mắc y hệt Vĩ vậy nên tôi lắc đầu. Vĩ chẳng hỏi thêm gì nữa đến lượt tôi hỏi. Thế là chuyện ông Cải kể cho chúng ta là có thật. Mỗi khi gió nổi lên là lũ ác linh đó nhân cơ hội định thoát. Vị thiên tướng kia đã hiện ra để ngăn lại chúng ta. Vĩ đang nằm thì ngồi dậy cười nói. Chả thế nữa, tớ mất nguyên cái rượu ngon để dụ dỗ lão ấy. Xem ra chuyến này chúng ta đi không hề oan uổng đâu. Đúng là thật không uổng công thật. Chúng tôi đã giải đáp được thắc mắc về thanh âm kỳ lạ trên núi mỗi khi rồng gió. Một câu chuyện kỳ lạ và cũng không kém phần rùng rợn. Ngoài trời gió bắt đầu yên dần. Tôi với Vĩ nằm trong lều cả đêm cho đến sáng thì xuống núi. Ở chưa với Vĩ được thêm một hôm nữa thì tôi phải quay trở về nhà. Tạm biệt Vĩ và hứa sẽ lên thăm cậu ta vào một ngày không xa. Tôi thì vẫn không nhiều thắc mắc liệu tôi và vị thiên tướng kia có mối liên kết nào hay không. Tôi trở về thành phố Sô Bồ sau chuyến phiêu lưu kỳ lạ cùng với Vĩ. Thành phố chào đón tôi bằng một cơn mưa phùn lất phất, cộng thêm cái không khí lạnh của miền Bắc khiến cho con người cảm thấy không hề dễ chịu. Mưa thấm xuống lòng đường ướt nhẹp, bóng loáng một màu đen như là mới trải nhựa. Dù cố trốn tránh nhưng tôi thực sự đã trở về rồi. Chẳng biết có phải tôi lười biếng hay là thích cái không khí yên bình nơi Vĩ sống mà không nỡ rời xa nơi đó. Tôi ở chỗ Vĩ cũng không lâu,
nhưng cũng đủ sức làm tôi khi bước chân xuống xe lại cảm thấy xa lạ. Cái không khí ồn ào náo nhiệt của nơi phố thị khiến tôi hơi choáng váng. Âm thanh còi xe, động cơ xe máy, ô tô cứ như vậy vang lên ở bên tai. Thật khác với khung cảnh yên bình nơi mà Vĩ đang sống. Tôi thở hắt một hơi bỏ qua sự xa lạ của phố thị, cũng như những hoài niệm về những điều đã qua. Nhưng vẫn tự nghĩ cho bản thân của mình, nhất định tôi sẽ quay trở lại đó. Tôi bắt một chuyến xe buýt để trở về nhà, vẫn là chuyến xe quen thuộc mà tôi vẫn đi hàng ngày. Chuyến xe vẫn vậy, tuy có cũ kỹ, lớp sơn hơi bong chóc nhưng khá đông khách, nhất là vào cái giờ này. Hàng đoàn người nối đuôi nhau lên xe, tôi cũng ở trong đó vội vã trèo lên xe, rồi lên lòi và giữ đám đông chọn một chỗ đứng thoải mái cho bản thân của mình. Xe từ từ lăn bánh ở ngoài kia, cảnh những người hối hả ngược xuôi diễn ra trước mắt. Đúng là nơi tốt nhất để suy nghĩ vẩn vơ vẫn là khi ta đi một chuyến xe muộn, nhìn dòng người qua lại mà bồi hồi. Ngày xưa lúc còn đi học, tôi cứ nghĩ khi đi làm sẽ nhất được vui vì được tự do về mọi thứ. Rất nhiều viễn cảnh được tôi vẽ ra, tôi cũng chọn công việc mà mình yêu thích. Nhưng khi đi làm, tôi mới cảm thấy mình chẳng thích thú với nó tí nào. Ngày ngày lặp đi lặp lại một công việc nhàm chán đến phát ngấy. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì có bàn tay vỗ vào vai của tôi. Tôi giật mình quay ngược lại đằng sau. Hóa ra là thằng Lực, thằng em hàng xóm của tôi. Thằng Lực hỏi: "Đại ca, mấy hôm nay đi đâu vậy?" "Ờ, anh đi thăm bạn. Thế mày đi học về hả?" "Vâng ạ, em mới đi học về đây. Mà ngày nào anh cũng đi chuyến này à?" Tôi là một người khá quy tắc, cho nên việc tôi đi chuyến xe nào vào mấy giờ đều được tôi lên kế hoạch từ trước. Và chuyến xe lúc 7 giờ 30 tối là chuyến xe tôi hay lựa chọn. Thằng Lực biết tôi đi tới thì liền hỏi tiếp: "Đại ca, thế dạo này anh có chuyện gì mới không?" Tôi định kể cho nó nghe chuyện với tôi đã trải qua, nhưng mà thôi, vì tôi biết thằng này sau khi nghe xong chắc chắn sẽ gào lên vì tiếc nuối. Mà đang ở nơi công cộng, tôi không muốn nó gào tướng cái mồm lên. Tôi chơi với thằng Lực từ nhỏ cho nên rất thân thiết, biết rõ tính nết của thằng này. Tôi mà kể cho nó là mấy hôm nay tôi đi thăm bạn cũ. Thằng Lực nghe xong thì nói: "Thế lần sau anh cho em đi cùng nhé. Ở nhà chán quá, suốt ngày bà già em cảm giảm, một thế này hai thế kia, mà suốt ngày em phải làm việc nhà, đi học về đã mệt rồi lại còn phải làm." Thằng Lực nó liền liến thoáng một hồi, tiếng của nó thì sang sảng, khiến những hành khách xung quanh cảm thấy hơi khó chịu. Tôi liền ra hiệu cho nó vặn nhỏ âm thanh từ cái mồm của nó lại. Cái thằng này tuy có hơi ồn ào cũng khá to, còn được cái tốt tính, thằng thắn đặc biệt từ bé tới giờ, tôi vẫn chưa biết nó sợ cái gì ngoài mẹ nó cả. Nó từng vỗ ngực nói rằng ngoài mẹ nó ra thì nó chẳng sợ cái gì trên đời này. Phải chỉ hôm đấy dắt nó đi theo, cho nó cùng leo núi, biết đâu khi về nó lại biết ngoài mẹ nó ra thì nó còn sợ cái gì nữa. Tôi liền cười và nói: "Mày nói bé thôi, người ta lại đuổi cả hai thằng xuống đi bộ bây giờ, mà mày có biết bạn anh đâu mà mồm đòi dắt theo?" Thằng Lực nói tỏ vẻ hiểu biết: "Ôi trời đất ơi, bạn của anh ngoài anh Vĩ ra thì làm gì có ai? Gì chứ trước anh Vĩ là bạn anh thì tất nhiên là bạn em rồi." Đúng thật là tôi quên, mấy lần Vĩ tới nhà của tôi đều gặp thằng cút đột này. Anh em nó cũng khá là hợp, có thể lần sau tôi sẽ dắt thằng Lực đi theo cũng không biết chừng. Tôi hỏi thêm nó vài câu rồi xe buýt cũng đỗ lại chạm dừng chân gần nhà chúng tôi. Tôi với thằng Lực cùng sống trong một khu tập thể. Khác với tôi, thằng Lực sống cùng bố mẹ. Hiện tại vẫn đang là sinh viên đại học kém tôi mấy tuổi. Vì kém tôi ít tuổi cho nên nó cũng được coi như là một người bạn của tôi. Tôi ở tầng 3, còn nhà thằng Lực ở tầng 2. Khi đến tầng 2 thì tôi đi lên, còn nó thì tạm biệt rồi vào nhà. Hành lang quen thuộc ngày ngày tôi trở về vẫn tối om như mực. Đứng trước cửa phòng, tôi đặt túi đồ xuống đất, tôi lục tìm chìa khóa nhà. Sau một hồi tìm kiếm thì tôi đã tìm thấy nó lẫn ở trong một đống vật dụng cá nhân. Mở cửa phòng, bật công tắc đèn, căn phòng vẫn vậy, y nguyên như là lúc tôi đi. Nếu so sánh với căn biệt thự của Vĩ thì phòng tôi chắc chỉ bằng một góc nhà cậu ta. Bố mẹ tôi để cho tôi căn hộ này để đi làm ăn xa. Phòng cũng khá rộng, được chia làm 3 khu: phòng khách, phòng bếp và phòng ngủ. Tôi chính là bá chủ của căn hộ này.
Tôi đặt túi du lịch xuống rồi nằm vật ra giường. Tí giờ tôi mới cảm thấy phòng của tôi ngột ngạt. Hay là mới có vài ngày tôi đã quen với không khí ở nhà của Vĩ. Tôi vội vàng mở tung cánh cửa sổ để không khí bớt ngột ngạt. Bên ngoài trời vẫn còn mưa tí tách, từng giọt rơi xuống hít nhà nghe thật vui tai. Rồi tôi lại nằm xuống giường lắng nghe từng hạt mưa rơi bên ngoài, rồi ngủ từ lúc nào không biết. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy từ khá sớm, nhìn đồng hồ mới hơn 5 giờ. Nhìn ra ngoài cửa sổ trời vẫn còn mưa rả rích không ngừng. Tôi chỉ thở dài, ngày hôm nay đi làm sẽ mệt mỏi lắm đây. Tôi thích mưa nhưng mà không thích phải đi dưới mưa đi làm. Rời khỏi giường nhổ đi làm vệ sinh cá nhân rồi mặc quần áo, tôi chuẩn bị đi làm. Bước ra khỏi phòng bây giờ mới là 5 giờ 35. Hôm nay tôi đi làm sớm hơn mọi hôm vài phút. Bình thường tôi đi muộn hơn thế này và sẽ bắt chuyến xe đầu tiên trong ngày vào lúc 6 giờ. Nhưng mà thôi, hôm nay đi sớm hơn một chút vậy. Bước chân ra khỏi khu tập thể trời vẫn còn khá âm u vì bây giờ là mùa đông. Tôi mở ô rồi đi bộ ra bến xe buýt. Ngày nào cũng vậy, tôi chọn xe buýt để đi làm. Mặc dù có hơi bất tiện về mặt giờ giấc, nhưng mà hiện tại trong những ngày như hôm nay, do mưa lạnh chắc mọi người bận vùi mình trong chăn ấm, cho nên hôm nay có mình tôi đi trên con đường vắng tanh, nghĩ thật là thoải mái. Tôi đang nghĩ rằng mình sẽ lên chuyến xe đầu tiên và có đường cho mình một chỗ ngồi thật thoải mái. Sau đó tranh thủ ngủ một giấc nữa trước khi tới chỗ làm. Ra tới bến xe buýt nhìn đồng hồ 5 giờ 50, tôi nghĩ thầm phải đứng đợi 10 phút nữa vậy. Tôi bước vào trạm chờ xe dành cho khách, đóng ô lại rồi ngồi xuống đợi xe buýt tới. Khoảng một lúc sau thì tôi đã thấy từ xa sau màn mưa lâm thâm có hai đốm sáng vàng vàng yếu ớt hiện ra của đèn xe buýt. Chuyến xe chậm chậm tiến về phía tôi. Tôi nhìn đồng hồ bây giờ là 5 giờ 50, đáng lẽ 6 giờ nó mới tới chứ. Nhưng tôi nghĩ đơn giản, chắc là hôm nay bác tài xế đi nhầm giờ. Chiếc xe từ từ dừng lại trước mặt của tôi. Hôm nay trông nó hơi lạ. Nhìn thì vẫn là chuyến xe tôi đi hàng ngày, nhưng bề ngoài và hình dáng có gì đó hơi khác. Đó là một chiếc xe cũ kỹ, lớp sơn bên ngoài đã bong chóc. Chắc là mẫu cũ do xe thiếu cho nên người ta đem ra chạy mà thôi. Cũng hơi chần chừ chưa vội bước lên, tôi ngó qua ô cửa kính thì thấy đã có hành khách ở trên xe. Thế thì cũng chẳng có gì phải sợ. Tôi cũng tặc lưỡi mà bước lên xe. Trên xe tất cả các ghế ngồi gần như đều chật kín chỗ. Ai cũng đều cúi gằm mặt xuống làm tôi chẳng nhìn rõ mặt mũi của họ. Mọi người đều im lặng, không ai nói với ai câu nào. Trên trần xe buýt bình thường hay sử dụng loại ánh đèn sáng trắng, còn chiếc xe này lại sử dụng bóng đèn sáng vàng, làm cho không khí càng kỳ quái hơn. Bất giác ánh nhìn của tôi bị thu hút về phía cuối xe. Chỗ đó có 3 người đang ngồi. Hai người ngồi cùng nhau trông còn khá trẻ và một người có vẻ đứng tuổi ngồi sát bía bên tay trái. Họ cách nhau chỉ một ghế. Rõ ràng tôi thấy người trẻ tuổi kia vừa nhìn tôi, nhưng nhanh chóng cậu ta lại cúi gằm mặt xuống. Ánh đèn mờ ảo, tôi cũng không nhìn rõ lắm khuôn mặt của cậu ta, nhưng mà hình như tôi đã gặp người này ở đâu rồi. Tôi bỏ qua cái việc mấy người kỳ quái ở hàng cuối, đi tới chỗ trống ngồi sát bên cửa sổ. Thật may mắn cho tôi là bởi vì không muốn ngồi cùng 3 người kỳ lạ phía cuối xe đâu. Tôi đi nhanh qua các hàng ghế, ai cũng hơi cúi đầu mặt xuống. Cộng thêm cái ánh sáng của những năm 2000 thế này khiến tôi chẳng trông rõ ràng được. Tôi mặc kệ, tiếp tục tiến về chỗ trống. Gần tới chỗ trống định ngồi xuống thì tôi chợt ngưng lại. Trước mặt của tôi là một người khá đu con, mặc bộ quần áo quen lắm. Người này cũng có thái độ như những hành khách còn lại, chỉ khác là cậu ta hình như đang cố quay mặt về phía của tôi để nói một điều gì đó. Tới đây thì tôi đã thấy hơi kỳ quái rồi đấy, nhưng mà chưa kịp hỏi người kia là ai thì người đàn ông làm phụ xe liền quắc mắt về phía của tôi, lẩm bẩm gì đó ở trong miệng. Lão ta cũng rất kỳ lạ, chỉ khác với những người trên xe là tôi có thể nhìn rõ mặt mà thôi. Mắt sáng, khuôn mặt hốc hác, một làn da xanh xao, nhìn lão ta như là xác ướp di động vậy. Trên đầu đội một chiếc mũ bê dê màu nâu đã cũ. Điểm nhấn trên khuôn mặt của ông ta có lẽ là bộ ria mép vểnh sang hai bên. Ông ta từ từ tiến lại gần chỗ của tôi hơn. Tôi bất giác lùi về phía sau một bước.
Người này dí sát mặt lại chỗ tôi lạnh lùng nói, tiếng nói như là từ cõi xa xăm nào đó vọng lại, nhưng rõ ràng từng chữ một: đi xuống ngay. Tiếng nói của ông ta như thể đang đe dọa và ra lệnh cho tôi lập tức phải xuống xe vậy. Tôi hơi bối rối một chút vì làm gì có vụ xe nào lại dám đuổi khách như vậy. Còn ông ta hình như nghĩ rằng tôi không nghe rõ, cho nên tiếp tục gằn giọng nói vào tai của tôi: đi xuống ngay. Cậu lúc đó thì càng cảm thấy sự bất thường trên chuyến xe kỳ quái này rồi. Tôi vội vàng đi tới phía cửa xe, bỏ qua người đàn ông kỳ quái đó. Cánh cửa xe vừa mở thì tôi liền bước xuống. Đây là một trạm dừng tiếp theo. Quay lại nhìn thì cánh cửa xe đã đóng. Tôi cứ nhìn mãi theo cái xe kỳ quái đó, cho đến khi nó khuất sau màn mưa rồi biến mất. Tôi nhìn đồng hồ đeo tay giật mình khi thấy con số đang hiện trên mặt đồng hồ, 5:55. Cái gì vậy? Tôi không nhìn nhầm chứ? Tôi lên xe đã là 5:55. Đi từ thời điểm đó đến bây giờ phải mất vài phút, thế mà thời gian vẫn không hơn một chút nào. Vậy từ nãy đến giờ tôi đã ở đâu? Tôi cảm thấy choáng váng trước sự việc lạ lùng mình vừa trải qua. Rõ ràng tôi đã bước lên xe lúc 5:55, mà tại sao khi xuống điểm này vẫn là 5:55? Giống như thời gian đang ngừng lại vậy. Tôi cứ đứng đó mà bần thần tự hỏi bản thân, mong tìm được một cách lý giải nào hợp lý nhất. 6:05, từ đằng xa hai bóng đèn pha đang chiếu rọi tới, từ trong màn mưa tới chỗ của tôi thì dừng lại. Lại là xe buýt, lần này liệu có phải chuyến xe kỳ quái đó nữa không? Tôi cố gắng quan sát thật kỹ trước khi bước lên xe để chắc chắn không có sự nhầm lẫn nào. Bên trong có rất đông người, không có ai có vẻ gì là quái dị. Tôi thở phào. Đây là một chuyến xe bình thường. Tôi bước lên xe, bác tài mới hỏi như trách: làm gì đứng mãi mà không lên? Tôi vội vàng bước lên xe. Trên xe hành khách đã chật cứng. Vẫn như mọi ngày, chợt tôi thấy thằng Lực ở gần cuối xe. Nó đang đứng bám vào tay nắm xe buýt. Tôi liền đi tới phía chỗ của thằng Lực định nói gì đó, nhưng chưa kịp hỏi thì nó đã lên tiếng trước. Ơ, sao nãy anh lại lên ở điểm này? Bình thường anh hay đi ở điểm gần nhà mình cơ mà. Tôi liền trả lời: anh vừa lên chuyến xe buýt trước chuyến này nhưng kỳ lắm. Anh đi tới đây thì người ta bắt anh xuống rồi. Cái gì? Anh mơ ngủ à? Đây là chuyến đầu tiên trong ngày đó, lấy đâu ra chuyến xe nào trước cả chuyến này? Trước sự ngạc nhiên của nó, tôi quả quyết: anh chắc chắn mà, chẳng lẽ mày nghĩ anh đi bộ từ điểm nhà mình tới điểm này? Thằng Lực nhìn tôi tỏ vẻ nghi ngờ. Tôi liền nói tiếp: chuyến này anh đi khi nãy là chuyến bị lỗi giờ, mày không tin để anh hỏi thử phụ xe. Sẵn tiện anh phụ xe xuống thu vé xe thì tôi liền hỏi: anh à, đây là chuyến đầu cho ngày hôm nay à? Người phụ xe thu vé rồi trả lời: đúng rồi, đây là chuyến đầu tiên. Thế trước chuyến xe này không còn chuyến nào đi trước hả anh? Lúc nãy em vừa lên chuyến xe trước này mà. Chuyến này là chuyến đầu tiên, tao là người đầu tiên lái xe ra khỏi bến cơ mà. Tôi nghe xong thì hơi choáng váng một chút. Vậy lúc nãy tôi đã trèo lên chuyến xe nào vậy? Thằng Lực hỏi. Anh xem có nhầm không? Không thể nhầm được, rõ ràng là anh lên xe đó và đi tới điểm này. Thằng Lực lại hỏi. Thế khách trên xe có đông lắm không anh? Cũng đông nhưng mà hơi có chút kỳ quái. Họ kỳ quái thế nào? Cả cái xe đấy kỳ quái chứ chẳng riêng gì hành khách đâu. Thằng Lực nghe đến như vậy thì mắt của nó sáng lên. Anh thử kể đầu đuôi cho em nghe với. Tôi liền kể cho thằng Lực nghe toàn bộ câu chuyện của mình từ lúc bước ra khỏi nhà cho đến khi bị đuổi xuống bởi người đàn ông kia, cố gắng không bỏ sót bất cứ một chi tiết nào. Nó nghe xong thì vội nói với tôi. Em chắc chắn anh leo nhầm xe ma rồi. Tôi ngạc nhiên đến độ không kiềm chế nổi âm thanh giọng nói của mình mà bất ngờ thốt lên. Cái gì? Xe ma? Mọi người xung quanh tò mò nhìn về phía của tôi. Lần này tới phiên thằng Lực ra dấu cho tôi im lặng. Tôi nhìn mọi người xung quanh thì ngại ngùng, tôi liền nói bé lại. Xe ma cái gì chứ? Mày nói anh nghe xem nào. Thằng Lực mới kéo tôi xuống phía cuối xe rồi giải thích. Vâng, là xe ma đấy đại ca. Em từng nghe bà nội của em kể rằng đó là chuyến xe chở linh hồn của người chết. Còn đi tới đâu thì em cũng không biết. Nó xuất hiện tại nhiều nơi, nhiều thời điểm khác nhau. Có người kể nó là một cỗ xe ngựa có hai con ngựa, chỉ còn mỗi xương trắng kéo. Có người thì lại bảo đó là xe buýt giống như là anh. Người sống cũng có thể lên xe được, nhưng mà số người quay lại được thì rất ít.
Tôi giật mình vì nếu đúng như lời của thằng Lực kể thì hành khách trên xe chẳng phải đều là người chết sao? Nghĩ lại thấy cũng hợp lý vì trong thái độ của họ rất khác với những người bình thường, cứ lầm lầm lì lì cúi mặt đó không nói gì cả. Biết đâu chuyến xe mà tôi leo lên sáng nay đúng là xe ma. Tôi còn mải mê suy nghĩ thì thằng Lực liền đề nghị: hay là ngày mai em với anh tiếp tục đi vào giờ đó xem có gặp lại chuyến xe đó không nhá. Tôi liền cười rồi hỏi nó: chắc gì đó là xe ma, biết đâu lại là chuyến xe khách nào đó đi sớm. Mà nếu là xe ma thật thì sao mà không sợ à? Thằng Lực cười hành hành rồi vỗ ngực nói: anh đã thấy em biết sợ gì chưa? Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng đúng. Thằng này trời sinh ra nó đã chẳng sợ gì ngoài việc mẹ của nó ở nhà. Kể ra thì tôi cũng tò mò về chuyến xe đó. Tôi muốn xác minh rõ hơn thực hư. Thằng Lực đề nghị như vậy thật đúng ý của tôi liền đồng ý với nó. Nghe cũng được đấy, vậy thì sáng mai nhé. Thằng Lực đồng ý luôn mà chẳng cần suy nghĩ gì. Nó hẹn tôi sáng mai đi với nó ra bến xe để mà truy tìm lại lịch gốc gác của chuyến xe đó. Điểm dừng tiếp theo của thằng Lực thì thằng Lực phải xuống xe, khi nó còn nhắc tôi đừng quên chuyện sáng mai. Tôi liền gật đầu đồng ý và nghĩ thầm để xem ngày mai tôi và nó có gặp lại chuyến xe kỳ lạ đó hay không. Thời gian trôi qua nhanh, chẳng mấy chốc thì tôi cũng tan làm rồi trở về nhà. Nghĩ tới câu chuyện sáng nay thật kỳ lạ, tôi cũng không biết chuyến xe biết đó nó có thật hay không. Giả sử nó đúng thật là chuyến xe ma, nếu nó cứ đưa tôi đi tiếp, người đàn ông kia không đuổi tôi xuống xe thì sẽ được đi đến đâu? Ở ngoài trời vẫn còn mưa lâm thâm, nghe dự báo thời tiết nói là mưa như này phải kéo dài tới 2 tuần. Tôi liền thở dài, chẳng biết bao giờ mới hết mưa để đi làm cho đỡ khổ đây. Đêm hôm đó tôi trằn trọc mãi không ngủ được, bởi vì hình ảnh của chuyến xe đó cứ ẩn hiện bên trong đầu của tôi, làm tôi nhớ lại khuôn mặt của người phụ xe và cả những hành khách trên chuyến xe đó. Họ chết hết rồi sao? Tôi cứ nghĩ linh tinh như vậy cho đến khi ngủ lúc nào không hay. Thế rồi đêm ấy tôi mơ một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ tôi có thể thấy loáng thoáng hình ảnh của một đám trẻ con, trong đó có cả thằng Lực hồi bé nữa. Chiếc xe đó không có người lái, cũng chẳng có hành khách. Trong xe đó chẳng có ai cả, nhưng nó cứ đi băng băng giữa đêm như vậy. Đám trẻ con nghịch ngợm ném cả đất đá vào xe, nhưng chẳng đứa nào ném chúng. Tôi thấy thằng Lực nhặt lên một viên đá thật to ném về phía xe, làm một ô cửa kính cái xe đó vỡ tan. Chiếc xe đột ngột tăng tốc rồi biến mất trong màn đêm, để lại lũ trẻ con nghịch ngợm ở phía sau. Tiếng chuông đồng hồ báo thức ở điện thoại vang lên, tôi bật dậy. Trải qua mơ hồ và rồi nghĩ lại khiến tôi hơi bần thần một lúc. Sao mình lại mơ giấc mơ quái quỷ như vậy? Hay giấc mơ đó đang cảnh báo tôi về điều gì không hay sắp xảy tới? Bây giờ là 5:30, tôi ngồi đó một lúc lâu rồi mới bước chân xuống giường thay quần áo để chuẩn bị đi làm. Mở cửa phòng bước ra ngoài thì đã thấy thằng Lực nó đứng lù lù ở cửa từ bao giờ. Tôi mới hỏi: mày đứng đây từ bao giờ thế? Em mới đứng đây thôi đại ca, nhớ chuyện hôm qua chứ? Cái thằng này đúng là không biết sợ mà, cứ tưởng đi dã ngoại không bằng vậy. Tôi mới gật đầu bảo: nhớ chứ, thế mày hôm nay có phải đi học không? Nó liền trả lời: em có, nhưng mà em học ca chiều, sáng nay em đi cùng với anh để xem hiện tượng lạ thôi. Mày không sợ thật à? Em chỉ sợ mỗi bà già em ở nhà thôi. Tôi chỉ biết cười mà thôi. Chuyến xe mà đó có thật và tới tiếp vào hôm nay thì để xem thằng này gan dạ đến đâu. Thế rồi tôi cùng Lực rời khỏi khu tập thể, bước đi tới bến xe buýt. Chúng tôi đi ra đến nơi khá sớm. Tôi cùng Lực đứng dưới trạm chờ xe buýt chờ đợi. Thằng Lực thì ban đầu còn ngóng về phía xa, chốc chốc lại lấy điện thoại ra xem giờ rồi hỏi: đã tới giờ chưa anh? Tôi nhìn đồng hồ cũng lạ, hôm qua là 5:55 tôi đã thấy rồi mà bây giờ đã gần 6:00 mà chẳng thấy chuyến xe hôm qua. Thì cũng bắt đầu thấy việc mình làm hôm nay với thằng Lực thực sự vô ích. 6:00. Chuyến xe buýt như thường ngày từ từ đi chậm lại đỗ trước mặt chúng tôi. Nó vẫn đông đúc như mọi khi. Không phải chuyến xe mà tôi với thằng Lực chờ đợi, đó chỉ là một chuyến xe buýt bình thường. Tôi thì bước lên xe, còn thằng Lực đứng đó nhìn theo. Chắc là nó thất vọng lắm. Như vậy là chuyến xe đó không tới rồi. Tôi đoán các cu cậu phải đứng đó chờ thêm vài chuyến nữa thì mới chịu về. Nhưng thôi kệ nó vậy,
Buổi chiều đi làm về, tôi đã thấy nó ngồi ở trước cửa nhà. Nó vội vàng chạy ra rồi kể: chán quá anh à, em đợi thì mấy chuyến nữa mà chẳng có chuyến nào như anh kể. Liệu mai nó có không anh? Nó hỏi tôi như vậy, tôi cũng chẳng biết trả lời ra sao, bởi vì chính tôi cũng còn không biết cái chuyến xe quỷ quái đó chạy vào lúc nào và tại sao tôi lại thấy được cơ mà. Tôi chỉ lắc đầu và nói với nó: không biết được, thế ngày mai định như nào? Nó liền đáp: ngày mai em vẫn chờ, chờ tới khi nào nó đến thì thôi. Tôi liền trêu: thế mày không sợ anh lừa mày à? Em biết là anh đâu có lừa em. Tôi cười khổ rồi nghĩ, thế là mai tôi lại phải dậy sớm hơn vì nó rồi. Sáng ngày hôm sau vẫn như hôm qua, thằng Lực vẫn đứng lù lù trước cửa nhe nhờn cười với tôi: đi thôi đại ca, kẻo muộn. Nhìn thấy cái khuôn mặt nhăn nhở của nó, tôi chỉ nói: mày cứ làm như là đi công viên không bằng ấy. Nó chỉ cười rồi gãi đầu gãi tai, sau đó đi theo tôi ra bến xe buýt như hôm qua. Trời hôm nay mưa khá lạnh, bởi vậy lại đi từ sáng sớm, cho nên trên con đường chỉ còn mỗi bóng của hai chúng tôi. Chỉ khác hôm qua là có mưa lạnh, đúng là thách thức sức chịu đựng và sự kiên nhẫn của chúng tôi. Để được một lúc thì tôi càng làm càng cảm thấy việc của mình thật vô ích, hoặc là do trời quá lạnh chăng đã khiến cho tôi nhụt chí. Làm sao mà biết được chuyến xe quái quỷ đó sẽ tới khi nào? Có thể là một tuần, một tháng, một năm nó mới đi qua đây một lần, hay tệ hơn đó chỉ là một chuyến xe bị nhầm điểm đến. Ngày hôm nay nó đang lưu thông trên con đường khác. Còn thằng Lực thì tôi cũng không rõ nó nghĩ gì, nhưng xem ra nó vẫn hí hửng về việc nó và tôi đang làm lắm. Tôi nghĩ chắc hôm nay chuyến xe đó không có đến đâu. Đúng như tôi dự đoán, hôm nay nó không tới, vậy là chúng tôi lại phí công rồi. Tôi lại leo lên chuyến xe buýt lúc 6 giờ sáng đi làm và để lại thằng Lực ngẩn ngơ đứng chờ đợi tiếp. Rồi từ bây giờ sáng nào tôi cũng sẽ phải dậy sớm, đi ra đường để cho những cơn mưa gió và cái lạnh tắt vào mặt sao. Nhưng mà thôi kệ, đi sớm vậy cho nó khỏe người. Tôi tự an ủi mình như vậy. Còn thằng Lực thì tôi xem nó có nhiều quyết tâm hơn cả tôi đấy. Và rồi thế là ngày qua ngày chúng tôi lại cố tình đi thật sớm để tìm hiểu về chuyến xe bí ẩn kia. Nhưng mà ròng rã một tuần liền mà chẳng thấy được bất cứ điều gì. Tôi thì chán nản và có ý định bỏ cuộc. Còn thằng Lực xem ra nó vẫn còn đợi được. Tôi nói với thằng Lực: này Lực, mày có thấy việc anh với mày làm là vô ích không? Ngày nào cũng đi sớm thế này, mưa gió nó hành hạ khéo lại ốm. Thằng Lực cũng đồng tình với tôi, nhưng mà nó vẫn cố nói: em cũng thấy vậy, thế nhưng mà thôi, anh em mình chờ nốt ngày mai, nếu không thấy thì thôi vậy. Tôi thấy thằng này quả thật có một sự kiên trì đáng nể, nhưng tôi cũng chỉ khuyên nó vài câu: ngày mai chúng tôi sẽ chờ buổi cuối cùng. Hôm nay tôi hơi mệt, sáng ngày hôm sau tôi sẽ bị ốm. Hậu quả của việc cả một tuần phơi gió phơi mưa làm cho hơi lạnh thấm vào cơ thể. Tôi lấy điện thoại ra nhắn tin xin nghỉ cho sếp, sau đó vứt vào một góc và đi ngủ tiếp. Tôi đang nằm bẹp dí trên giường thì nghe tiếng gõ cửa, chắc là của thằng Lực nên gọi tôi để tiếp tục chuyến hành trình không có hồi kết. Tôi mệt mỏi mở cửa nói với Lực: hôm nay anh ốm nên là không đi làm, mày có định đi nữa không? Thằng Lực lại quả quyết: em đi chứ, phí công đi cả tuần rồi, thế anh nghỉ ngơi đi, còn em đi một mình, có gì lại em báo với anh. Tôi đồng ý với nó rồi lại chui vào trong nhà để ngủ tiếp. Tôi cứ ngủ miên man cho đến tận chiều tối, đầu vẫn còn hơi đau nhưng xem ra đã đỡ hơn một chút. Mở điện thoại ra chẳng thấy thằng Lực thông báo gì, tôi đoán chắc thằng này hôm nay không gặp được rồi. Chúng tôi nên dừng lại việc làm phí công này thôi. Buổi tối phòng tôi là có tiếng gõ cửa. Tôi chắc là thằng Lực sang chơi thì vội vàng chạy ra. Nhưng đó không phải là thằng Lực mà là mẹ của nó. Nhìn bác ấy dáng vẻ lo lắng vội vã hỏi tôi: cháu có biết thằng Lực nó ở đâu không? Nó đi từ sáng đến giờ vẫn chưa về, điện thoại thì không gọi được. Tôi liền ngạc nhiên: sáng nay nó có sang rồi cháu đi xe buýt, nhưng mà cháu bị ốm nghỉ làm, cho nên chỉ có mình nó đi ra bến thôi bác. Tôi không dám kể cho mẹ của thằng Lực nghe về vụ hai đứa cả tuần vừa rồi đi tìm chuyến xe bí ẩn mà phải dậy sớm đi ra bến xe, vì kể chỉ làm cho bà thêm lo lắng. Tôi ngồi cũng chẳng biết nói gì cho ra hồn, chỉ khuyên với mẹ nó: cháu nghĩ là không sao đâu bác, chắc là nó mải chơi ở đâu đó hoặc ở nhà bạn bè thôi. Mẹ thằng Lực liền nói:
Bà cũng chỉ nghĩ như vậy, thế nhưng mà gọi cho bạn bè của nó hết rồi, nhưng mà chẳng có đứa nào biết nó đang ở đâu. Tôi cũng thắc mắc là thằng này thì có thể đi đâu được chứ, nhưng vẫn an ủi mẹ nó. Thế bác để cháu thử liên lạc với nó xem, chắc là nó đi chơi thôi, không có gì phải lo đâu ạ. Bác ấy chào tôi rồi vội vàng đi về. Tôi vào nhà tìm đồng hồ, giờ cũng là hơn 10 giờ. Chắc thằng này lại đi bay nhảy với bạn bè đây. Nhưng tôi vẫn cứ gọi thử cho nó xem sao, nhưng mà lại không liên lạc được. Tôi vẫn gọi mấy lần thì đều như thế. Thằng này chơi sâu vậy, quên cả đường về. Tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, liền lao lên giường để đi ngủ cho lại sức. Đằng nào mai cũng là chủ nhật, có gì sáng mai sang hỏi mẹ nó xem tình hình thế nào, xong lại đi tìm nó tiếp. Đêm hôm đó tôi có một giấc mơ kỳ lạ. Tôi lại mơ về cái hôm mà tôi bước chân lên chuyến xe bí ẩn kia. Nhưng mà thứ tôi chú ý là người hành khách ngồi trên tôi một ghế. Mọi chi tiết vẫn là y nguyên của ngày hôm đó. Người này cứ cúi gằm mặt xuống đất, thi thoảng lại len lén nhìn về phía tôi. Tóc tai bù xù che hết cả mặt mũi. Những người khác thì luôn cúi đầu xuống nhưng mà chẳng nhìn tôi như tên này. Chợt tôi để ý cái bộ quần áo này rất quen. Tôi định lên tiếng hỏi thì mọi thứ biến mất. Tôi tỉnh dậy lại suy nghĩ về giấc mơ. Hơn một tuần rồi mà chuyến xe đó vẫn làm cho tôi ám ảnh. Nhưng tôi cũng mặc kệ. Tôi làm vệ sinh cá nhân sau đó thì thử sang nhà Lực xem nó đã về chưa. Nhưng lại nhận được câu trả lời là cả đêm qua nó không về nhà. Giờ mẹ nó đang rất lo lắng không biết chuyện gì xảy ra với nó. Tôi bảo với mẹ nó rằng mình sẽ đi tìm nó về. Mẹ thằng Lực cảm ơn tôi. Tôi xin phép rồi trở về phòng, mặc quần áo chuẩn bị đi tìm thằng Lực. Nói là đi tìm chứ tôi có biết nó ở đâu đâu. Điều tôi biết duy nhất là sáng nay nó sẽ ra bến xe buýt như mọi ngày. Thế là tôi thử đi ra bến xe buýt xem tìm được nó hay có thêm thông tin gì không. Vẫn như mọi khi, mấy chú xe ôm này ngồi ở đây từ rất sớm đón khách. Mặc dù tôi vẫn là người mỗi sáng ra đây sớm hơn, chỉ có thằng Lực là đi vào cái giờ mà mấy chú này đang ngồi ở đây. Nó thân với mấy chú này lắm. Tôi thử hỏi xem mấy chú này có nhìn thấy thằng Lực sáng nay ở đây không thì các chú đều lắc đầu. Các chú đều bảo hôm nay chẳng thấy nó đâu cả. Tôi lại phải quay về chẳng tìm thấy nó hay bất cứ thông tin gì. Quái lạ thật, hay là sáng hôm qua nó đã không đi ra bến xe buýt mà đi chơi ở đâu. Tôi nghĩ chắc có thể là như vậy. Giờ lại về, trên đường về phòng tôi có đi qua nhà thằng Lực để hỏi xem nó đã về chưa, thì chỉ có mỗi bà nội của nó ở nhà. Bà bảo là nó vẫn chưa về, còn bố mẹ nó đã đi tới từng nhà người quen để hỏi. Tôi thở dài một tiếng, có chút lo lắng về thằng Lực, nhưng mà tôi biết tìm nó ở đâu bây giờ. Tôi lại về phòng. Một ngày chủ nhật trôi qua thật nhanh. Đêm hôm đó tôi lại nằm mơ thêm một giấc mơ hôm qua. Lần này tôi quyết định nhìn cho thật rõ khuôn mặt của người đó là ai. Tôi vẫn mơ thấy giấc mơ tôi bước lên chuyến xe đó, đi qua người mà len lén nhìn tôi. Tôi cố gắng ghi nhớ xem đây là ai mà lại sao quen đến như vậy. Hắn ta vẫn cứ len lén nhìn tôi, vẫn bộ dạng đó, người này là ai. Tôi lần này tiến lại gần định hỏi, nhưng mà chưa kịp hỏi thì người đó từ từ ngẩng đầu lên, mặt đối mặt với tôi, một khuôn mặt hốc hác xanh lè, hai hốc mắt sâu hoắm đen thui. Rồi nó túm lấy bàn tay của tôi mà van xin thảm thiết: "Anh ơi, cứu em." Tôi giật mình tỉnh giấc giữa đêm, ngồi bật dậy thở hổn hển. Tôi biết người mà tôi gặp hôm trước trên chuyến xe kỳ lạ đó là ai, là thằng Lực. Rõ ràng hôm trước khi tôi đi xuống tôi mới nhìn thấy nó ở chuyến xe tiếp theo cơ mà. Sao hôm đó tôi lại có thể gặp nó trên chuyến xe ma được? Hay là do tôi lo lắng quá sinh ra mộng mị? Không đúng. Rõ ràng hôm đó tôi nhìn thấy người đó trên xe, mặc quần áo của thằng Lực, dáng vẻ cũng y như nó, không thể nào nhầm lẫn cho được. Nhưng mà còn bộ quần áo, chẳng phải bộ quần áo đó là bộ quần áo mà nó mặc sáng hôm kia để đi ra bến xe buýt một mình đó sao? Thật là vô lý. Tôi đang ngồi cùng bối rối chưa biết nên làm như thế nào. Nếu thằng Lực đang ở trên chuyến xe ma đó thì tôi nên làm gì đây? Tôi vò đầu bứt tai suy nghĩ, hay là nên báo cho bố mẹ nó để nó xử lý. Nhưng ai mà tin câu chuyện của tôi? Trong cái lúc này tôi thì mới chợt nhớ tới Vĩ. Đúng rồi, chỉ có cậu ta mới biết nên làm gì. Nghĩ là làm, tôi liền gật đầu gọi cho Vĩ nhưng mà không gọi được.
Quái lạ, cái tên này lúc cần thì lại chẳng thấy đâu. Tôi gọi thêm mấy lần nữa thì mới nhận ra rằng giờ mới là 1 giờ sáng. Tôi hoảng quá cho nên đã quên. Giờ này thì chắc gì Vĩ đã nghe được điện thoại. Vậy nên tôi quyết định sẽ chờ tới sáng rồi gọi cho Vĩ. Hôm nay tôi vẫn đi làm, bắt đầu một tuần mới để làm việc. Trên đường đi tôi liền gọi điện cho Vĩ. Lần này cậu ta nghe máy. Tôi liền kể cho Vĩ nghe câu chuyện của tôi. Cậu ta chỉ nói với tôi rằng để cậu ta thu xếp, sẽ đến nhà của tôi để tìm thằng Lực, sau đó thì tắt máy. Giờ tôi chỉ còn biết trông chờ vào Vĩ mà thôi. Tôi lại tiếp tục quay vào làm việc. Đến chiều khi trở về nhà, tôi đã ngé ngang qua nhà của Lực để hỏi thăm tình hình. Nó vẫn chưa về. Bố mẹ của nó đã báo công an để tìm kiếm nó. Tôi thở dài đầy lo lắng nhưng chẳng làm được gì. Tôi bước lên tầng 3 thì đã thấy một dáng người quen thuộc ngồi trước cửa phòng tôi, đó chính là Vĩ. Cậu ta liền lên tiếng. Giờ mới được tan làm cơ à, tôi chờ cậu lâu quá. Cái tên này hành tung thất ẩn thất hiện. Cậu ta mới sáng nay mới nói là thu xếp, bây giờ đã ngồi ở đây. Tôi liền vội hỏi. Cậu tới từ bao giờ vậy, sao không gọi điện cho tớ? Vĩ liền trả lời. Tôi có thể gọi được cậu sao? Nói rồi Vĩ giơ điện thoại đắc cạn kiệt pin ra trước mặt cho tôi xem. Tôi vội quá cho nên chẳng sạc pin đâu, ngồi mấy tiếng trên xe mệt quá. Thế có định mời tớ vào nhà không mà còn đứng đó? Tôi vội cười vội vàng lấy chìa khóa mở cửa cho Vĩ vào trong nhà. Vĩ hỏi mượn tôi sạc điện thoại. Sau đó cậu ta ngồi xuống phòng khách nghe tôi kể lại đầu đuôi câu chuyện. Vĩ thản nhiên nói. Nó lên nhầm xe ma rồi. Tôi liền hỏi. Thế chuyến xe ma đó là gì vậy chơi? Vĩ liền giải thích cho tôi nghe. Đó là chuyến xe chở linh hồn của người chết. Nó xuất hiện đi lại trên dương gian thoát ẩn thoát hiện. Nó có thể đi tới mọi không gian và thời điểm khác nhau, giống như là du hành trên phim vậy. Chỉ khác là người sống bước trên xe sẽ chẳng sống nổi qua 3 ngày. Tới ngày thứ 3 thì chết, linh hồn sẽ lang thang khắp nơi. 3 ngày thôi sao? Tôi lẩm bẩm tính toán xem thời gian thằng Lực mất tích tới nay đã là mấy ngày. Nào 1, 2. Tôi hoảng hốt nói như là hét vào tay của Vĩ làm cho cậu ta giật mình. Thế tình hình tới sáng ngày mai sẽ là tròn 3 ngày đó. Vĩ nghe xong thì không còn ung dung thản nhiên nữa. Cậu ta bật dậy nói lớn. Cái gì mà mai là 3 ngày rồi? Sao cậu không có nói sớm? Tôi liền căng thẳng không kém mà nói rằng. Tớ bây giờ tớ mới biết mà. Vĩ không ngồi nữa mà đứng dậy đi qua đi lại, vẻ mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ. Tôi thấy vậy thì liền hỏi. Làm sao vậy? Vĩ nghe thấy câu hỏi của tôi nhưng mà cậu ấy im lặng không trả lời. Một lúc sau có vẻ như cậu ta đã suy nghĩ xong, liền đưa ra một ý tưởng táo bạo mà tôi chẳng thể nghĩ ra được. Cậu ta nhìn tôi nuốt nước bọt đánh ngực một cái rồi nói. Phải lên xe mà cứu nó về thôi. Tôi nghe xong thì trợn tròn mắt nhìn Vĩ, tôi hỏi. Nhưng làm sao? Vĩ nhìn tôi thản nhiên đến kỳ lạ nói. Chúng ta chết thì sẽ được lên xe. Lúc này tôi thấy Vĩ giống như là người điên hơn là bình thường. Đang sống sợ sợ như thế này thì chết sao được. Lần này là quá sức điên rồi. Tôi nhìn Vĩ dùng ánh mắt khó hiểu để nhìn cậu ta. Vĩ thấy tôi như vậy thì liền bật cười rồi nói. Giả chết thôi, làm gì mà căng vậy. Tôi có nói là chết thật đâu mà sợ. Lúc này tôi đưa người ra một lúc. Tôi đang tưởng tượng cái cảnh mình sẽ giả chết như thế nào, nhưng chẳng thể tưởng tượng ra nổi vì đó quá vô lý. Tôi liền hỏi Vĩ. Chúng ta giả chết như thế nào được đây? Sau đó làm sao để lên được xe má? Vĩ liền thản nhiên. Tôi đã có cách rồi, cậu cứ yên tâm. Bây giờ để tớ chuẩn bị một số đồ. Cậu có lòng tốt thì đi nấu cơm hay là mua gì đem về đây cho tớ ăn là được. Tớ đói quá rồi. Trong đầu của tôi vẫn còn chưa hình dung ra Vĩ đang định làm cái gì đây. Từ nãy đến giờ cậu ta toàn nói những chuyện vô lý mà thôi. Tôi định nấu cơm ăn, đi vào trong bếp nhà mình nhìn một lượt rồi quay ra ngoài luôn và nói với Vĩ. Thôi ăn tạm cơm bụi nhé. Vĩ lúc này lấy từ trong túi cậu ta ra một xấp đồ xếp trên nền nhà của tôi. Chẳng cần nói cậu ta cũng đồng ý luôn.
Thế rồi tôi mặc áo khác đi ra ngoài mua cơm. Đi ra đến cửa phòng thì Vĩ gọi lại rồi nói: "Cậu kiếm cho tớ 2 đồng xu nhé, loại tiền cổ ấy, tiền gì cũng được miễn là nó bằng đồng." Tôi thắc mắc Vĩ cần tiền xu để làm gì thì cậu ta lại dặn: 2 đồng xu này rất quan trọng để quyết định xem có lên được xe hay không." Tôi tuy khó hiểu nhưng mà thôi kệ, thời gian gấp gáp nên cũng chẳng hỏi nhiều. Vấn đề khó hơn ở đây là thời gian thì làm gì còn ai dùng tiền xu nữa. Tôi biết tìm đâu ra bây giờ. Trong lúc đang tìm cách thì tôi nhớ ra là ở khu phố bên cạnh, ngày đầu có một thầy phong thủy kiêm luôn cả bắt mạch bốc thuốc chữa bệnh. Biết đâu ông ấy lại có tiền xu ở trong nhà để tôi xin, mà nếu không cho tôi sẽ hỏi mua vậy. Tôi tranh thủ chạy sang nhà thằng Lực hỏi xem nó đã về chưa, sẵn tiện hỏi luôn địa chỉ nhà thầy phong thủy đó. Tôi gõ cửa may quá mà có mẹ thằng Lực đang ở nhà, còn bố nó chắc đi tìm nó rồi. Mẹ nó đỏ hoe mắt vội vàng hỏi tôi: "Cháu có tin gì về thằng Lực sao?" Tôi hơi ái ngại khi mẹ nó hỏi như vậy cho nên tôi ấp úng trả lời: "Dạ cháu chưa ạ." Mẹ nó không nói gì, chỉ thất vọng lắc đầu. Cả nhà có mỗi mình thằng Lực là con, này đã mất tích 3 ngày rồi thì ai mà không suy sụp. Mẹ nói với tôi: "Bà cũng vậy, chẳng biết là nó đi đâu cả. Cả nhà đổ xô đi tìm khắp nơi rồi mà chẳng thấy thông tin gì cả." Tôi cũng gãi đầu rồi an ủi mẹ nó, nhân tiện hỏi thăm địa chỉ của thầy phong thủy kia. Mẹ nó cũng hơi ngạc nhiên nhưng cũng chỉ cho tôi địa chỉ của nhà thầy. Tôi cảm ơn bác đó, sau đó vội vàng theo địa chỉ tới nhà của thầy phong thủy kia. Nhà thầy phong thủy không quá khó tìm, tôi tìm ra rất nhanh. Số nhà 32 đây rồi. Tôi đứng trước cửa nhà nhìn vào bên trong, tôi cứ tưởng nhà mấy thầy như này chắc phải u ám và huyền bí lắm, đằng này lại chẳng khác gì những ngôi nhà bình thường. Bên ngoài có đầy cây cảnh hòn non bộ, chính giữa là một ngôi nhà 3 gian cũng không to lắm. Đây chính là nhà của những người già muốn vui thú điển viên giữa chốn thành thị vậy. Tôi với tay lên cổng bấm chuông, vừa bấm xong thì có tiếng nói vọng ra: "Ai vậy? Để một lát tôi ra mở cổng cho." Tiếng dép loẹt quẹt trên mặt đất chắc là của thầy phong thủy đó, đang vội vàng đi nhanh ra mở cửa. Tôi nhìn kỹ thì thấy chỉ là một ông lão bình thường, hơi khác so với tưởng tượng của tôi. Tôi cứ nghĩ rằng người đi làm thầy phong thủy hay thầy cúng thầy pháp phải đeo kính đen, mặc áo dài tứ thân. Nhưng mà thầy phong thủy lúc này thì lại khác. Thầy chắc chắn bây giờ cũng đã gần 70, dầu tóc đã bạc trắng, nhưng mà mắt của thầy lại rất sáng, khuôn mặt phúc hậu. Tôi liền chào thật to vì sợ thầy lãng tai: "Dạ con chào thầy ạ." Thầy nghe có vẻ hơi giật mình nhìn tôi một lúc thật lâu, lâu đến mức làm cho tôi cảm thấy hơi bị ngượng. Thầy nhìn tôi không chớp mắt, miệng thì hơi mấp máy không nói nên lời. Trợn đôi mắt bị nhòe đi, thầy hơi run rẩy rồi hỏi tôi: Con làm..." Thấy thầy như vậy thì tôi cũng thấy lạ, với cả cũng ngượng cho nên đành phải nói luôn: "Con là người ở khu phố bên cạnh, hôm nay là con tới để nhờ thầy một việc ạ." Lúc này thầy mới bình tĩnh trở lại, thầy nhìn tôi rồi nói: Con vào trong nhà đi." Sau đó thì thầy vội quay đi, vội vàng dẫn tôi vào trong nhà. Trong nhà của thầy thì giống như là căn nhà cổ từ thời ông bà của tôi vậy, trông rất là quen thuộc. Thầy bảo tôi ngồi xuống bộ tràng kỳ bằng gỗ ở giữa nhà, rồi đi pha trà mời tôi. Thầy quay sang hỏi tôi là uống trà đặc hay là trà loãng, có ăn thứ gì thêm không. Thầy hỏi rất nhiều khiến cho tôi cảm giác được như là tiếp đãi một vị thượng khách vậy. Tôi cũng tò mò vì đây là lần đầu tiên tôi gặp thầy, sao thầy lại nhiệt tình như vậy chứ. Trong nhà của thầy đang lúi húi pha trà thì tôi mới lên tiếng: "Thầy ơi, con có việc muốn nhờ thầy ạ." Thầy liền dừng pha trà rồi ngồi đối diện với tôi rồi hỏi: "Con nói đi ta nghe." Tôi nói với ông cụ: "Chẳng là chúng con có chút việc nên muốn hỏi mượn thầy mấy đồng xu cổ kiểu ngày xưa để dùng, hoặc là thầy có thể bán lại cho chúng con được không?" Thầy nhìn tôi tỏ vẻ hơi kích động rồi hỏi:
Chỉ có vậy thôi hả con? Ta tưởng... Tôi lại càng ngạc nhiên hơn bởi lúc vào đây tới giờ, lạ nhất là thái độ của thầy. Kiểu như ông ấy đã biết về tôi từ rất lâu rồi vậy. Tôi liền gãi đầu gãi tai ngượng nghịu rồi đáp: Dạ vâng ạ, con chỉ muốn hỏi mượn thầy mấy đồng tiền xu thôi hả? Ông cổ có vẻ hơi là thất vọng nhưng vẫn bảo tôi đi theo ông vào gian phòng bên tay trái. Ở gian này có một điện thờ, tôi nhìn xung quanh thì cảm thấy có chút gì đó rất thân thuộc, vì tôi đã nhìn thấy qua nơi trông giống như thế này. Ở giữa là một bàn thờ với đầy đủ ban bệ, tượng hình các vị thần vị thánh, bên cạnh có treo một bức tranh ông hổ đang ngồi. Hai bên cột thì là hai con rắn xanh quấn cột. Trên trần nhà thì treo đầy nón lá. Mày ngắm nghía các thứ đồ kỳ lạ ở trong điện thờ để cố lục lọi xem ký ức đã từng thấy ở đâu. Thầy phong thủy đi tới gần bàn thờ, lôi ra một xu tiền từ dưới, đoạn đưa cho tôi mà nói: Con cần mấy đồng? Tôi liền vội vàng trả lời: Dạ con chỉ cần 2 đồng thôi hả? Ông cụ liền hỏi: 2 đồng có đủ không hay là con cầm cả đi? Tôi liền vội xua tay từ chối: Dạ không, con chỉ cần đúng 2 đồng thôi hả? Ông cụ cười hiền từ rút ra 2 đồng xu đưa cho tôi. Ông cụ cứ nhìn tôi mãi không thôi, giống như là một người quen lâu ngày không gặp lại vậy. Tôi cũng hơi ái ngại trước sự nhiệt tình của ông cụ, mặc dù đây là lần đầu tiên tôi tới đây. Rồi đột nhiên ông cụ nói: Lần này con đi vào chốn nguy hiểm lành ít dữ nhiều, cẩn thận kẻo nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mà thôi, nếu con đã muốn đi cứu bạn thì ta không cản. Ta chỉ có cái này cho con, xem như là vật hộ thân, con cầm lấy mà phòng thân. Tôi càng ngạc nhiên hơn trước những gì ông cụ vừa nói. Chẳng lẽ mọi chuyện tôi với Vĩ làm thầy đều nắm rõ hay sao? Trong lúc tôi đang ngẩn ngơ, ông cụ lấy ra một cái hộp gỗ đã cũ, nước sơn loang lổ đặt trên mặt bàn cho tôi nhìn thấy, rồi từ từ mở chiếc hộp gỗ ra. Bên trong là một chiếc túi màu vàng được thắt nút bởi một sợi dây vải nhỏ. Xem chừng trong cái túi là một vật gì đó rất quý giá với thầy lắm. Thầy liền chậm chạp mở chiếc túi ra rồi run rẩy cầm cái vật đó ra trước mặt của tôi. Đó là một chiếc mai rùa, trên đó có vô số những ký tự kỳ lạ mà tôi chẳng thể hiểu nổi. Phần đầu là một sợi chỉ đỏ xuyên qua. Tôi đoán cái này chắc dùng để đeo. Đoàn thầy chính tay đeo cho tôi cái mảnh mai rùa đó. Rồi tôi thấy rõ ràng mắt của thầy đang nhòe đi vì xúc động. Ông cụ lúc này liền nói: Cuối cùng thì vật cũ đã trở về với chủ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.